Ở đây có hẻm 65. Hẻm 65, không biết hẻm 65 này có đi thông ra Lê Thị Riêng không? Thì chắc có lẽ là con hẻm này đi vô khu chung cư khách sạn Rạng Đông đó. Nhưng mà không biết có phải không ha. Đó, đối với con đường Lê Thị Riêng thì chúng ta thấy ngày nay thì có quán bánh mì Vinh Hoa, rất là đông thực khách. Nằm ở số địa chỉ 26 Lê Thị Riêng. Mua ở đây lúc nào cũng ship hàng nè anh chị thấy không? Họ ship hàng. Ở đây có xóm hẻm 60 Lê Thị Riêng. Sẵn đi vô đây xem ở trong đây như thế nào ha. Đó, coi có cửa hàng gì. Giữ xe vô ha. Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Em xin chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2022. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Hồng Thập Tự với lại Lê Văn Duyệt ngày xưa, cũng như là Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Thẳng hướng camera đó là con đường Cách Mạng Tháng 8 đi về hướng Tân Bình, đi về quận 3 đó. Và đây là hướng Nguyễn Thị Minh Khai đi về Thị Nghè. Bên kia có cửa hàng máy tính Phong Vũ nè. Sau rất là nhiều đời chủ, hôm nay là có cái phong màu khác nè ha. Và chiều hôm nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục dạo một vòng ở khu trung tâm Sài Gòn. Đi xuất phát từ đây, mình sẽ đi dạo qua con đường Lê Thị Riêng. Sài Gòn bây giờ là khoảng 2 giờ, trời đang giông gió, đang mưa gió. Bên kia là khu Tao Đàn và vườn Tao Đàn. Trời mưa đi bộ đồng vòng ở các con đường ở Sài Gòn rất là thích. Ở cái đoạn này thì con đường Cách Mạng Tháng 8 thì cũng đang xúc tiến trong cái việc mở rộng cái mặt bằng để phục vụ cho cái tuyến metro sắp tới nè. Nên thành ra mình thấy cái mặt tiền ở con đường Cách Mạng Tháng 8 này nó khá là rộng, mà nó cũng hơi là ngổn ngang. Phía bên kia đó là khu vườn Tao Đàn thì cũng vậy ha. Mình thấy nó cũng khá là ngổn ngang, không được đẹp cho lắm. Thì hy vọng là sau này khi mà cái dự án này nó hoàn thiện thì chúng ta sẽ có những cái mỹ quan đẹp hơn. Mà chắc lúc đó em cũng đã 70-80 và không biết còn quay clip nổi không. Họ người ta đang đi ngang qua con đường Sư Nguyệt Ánh. Con đường Sư Nguyệt Ánh thì rất ngắn, với hàng cây rất là đẹp. Chiều mưa thì đi lòng vòng thấy rất là thích ha. Con đường Cách Mạng Tháng 8 nó hơi ngổn ngang vậy nè, hơi bừa bộn chút xíu ha. Việc đi bộ lòng vòng cầm camera thế này thì theo cảm nhận riêng của Vinh Lâm TV thì nó rất là thích. Tại vì được đi dưới mưa, được trò chuyện cùng cô chú anh chị, được gửi những cái hình ảnh quê nhà đến với tất cả cô chú anh chị. Khi mà chúng ta có một thời gian sinh sống ở đây, gắn liền với khu xóm quận nhất này. Và ngày nay ở một nơi xa nào đó thì mình cũng có cái để nhìn lại. Đây là khu công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải. Khu này ngày trước là không có thấy, do là mở rộng cái mặt tiền ra thì đập ra những cái bức tường rào á, mình mới nhìn thấy được bên trong. Không biết ở đây ngày xưa như thế nào. Tới đây là ngã ba Bùi Thị Xuân với lại Cách Mạng Tháng 8 nè. Bên đây có cà phê Trung Nguyên,
một cái hệ thống cà phê cũng rất là lớn ở Sài Gòn, Trung Nguyên Legend. À, bên đây có khách sạn công đoàn, nhà khách công đoàn. À, bây giờ trời đang mưa lâm râm, không có lớn lắm. À, nhưng mà mồ hôi vẫn rơi, vẫn đổ, do là đi bộ. À, việc đi bộ lòng vòng ở các công viên ở ngoài đường thì cảm thấy rất là thích, vì nó tiêu hao rất nhiều năng lượng và giải phóng rất nhiều mỡ. Đó, bình thường đi làm thì ít có vận động, nên thành ra những cái dịp thế này nó giúp mình giảm cân, giảm mỡ. Đó, bên đây có quán bia X85 Beer Garden. Ở đây thì gia đình mưa thì hơi bất tiện ha. Quán rất là đẹp. À, bây giờ có nhiều hàng quán quen đó, ở ngày trước dịch. Nhưng mà bây giờ sau dịch thì cũng có nhiều cái thay đổi. Nên nhiều khi các anh chị ở xa khi mà đến Sài Gòn đó, ngày trước thì quen cái quán đó, nhưng mà ngày nay thì nó khác. Ôi trời, gió quá. À, nó muốn bay cái dù của Quynh Năm TV luôn. Em đang che dù. À, đi trên đường. À, và đây khu chung cư ngày xưa, và ngày nay là khách sạn Rạng Đông. À, khách sạn 3 sao ở số 83 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1. À, theo lời chia sẻ của chú Hiển thì ở đây có cái hẻm thông ra phía sau, rồi thông ra Lê Thị Riêng. À, nhưng mà ngày nay thì hình như là mình không thấy cái hẻm đó nữa. À, bên kia là rạp Trống Đồng, câu lạc bộ Trống Đồng. Ngoài ngày nay hình như cũng ngưng hoạt động luôn rồi. Sao kỳ ta? Trong dịch thì còn thấy hoạt động, nhưng mà sau hết dịch rồi thì được thấy dẹp luôn. Ngay đây là ngã ba Nguyễn Du nè. À, Nguyễn Du với lại Cách Mạng Tháng 8. Ở đây có hẻm 65. Hẻm 65, không biết hẻm 65 này có đi thông ra Lê Thị Riêng không? Thì chắc có lẽ là con hẻm này đi vô cái khu chung cư khách sạn Rạng Đông đó. Nhưng mà không biết có phải không ha. À, đi để hẳn này chú Hiển xem. Trong một buổi chiều mưa gió, quay về khu xóm cũ, không biết hình ảnh của ngày xưa và ngày nay Nó có còn như xưa không, hay là nó đã thay đổi. Đây hẻm cùng rồi. À, và đây thì có hẻm thông ra Lê Thị Riêng nè. À, cũng như con đường Ngô Tùng Châu ngày xưa. À, đây thông ra Cách Mạng Tháng 8. À, quay về khu hẻm xưa, hẻm này là hẻm 36. Hẻm 36 Lê Thị Riêng thông ra hẻm 85. 85 Cách Mạng Tháng 8. Mưa trong xóm hẻm, tiếng mưa lập đập trên mái tôn. Rồi, chúng ta ra đây là con đường Lê Thị Riêng nè. À, đi ngang bánh mì Quỳnh Hoa. À, mình đi lên đây chút xíu đi rồi mình quay trở lại ha. À, sẵn tiện tới đây rồi thì đi một vòng cho nó trọn vẹn con đường. Đó, đối với con đường Lê Thị Riêng thì chúng ta thấy ngày nay thì có quán bánh mì Quynh Hoa, rất là đông
rất là đông thực khách. Nằm ở số địa chỉ 26 Lê Thị Riêng. Mua ở đây lúc nào cũng ship hàng nè anh chị thấy không? Họ ship hàng. Bánh mì đây thì rất là ngon, rất là đặc biệt, rất là lớn. Ở đây có khu hẻm số 5. Hẻm số 5 Lê Thị Riêng. À, đi thẳng lên kia là vùng bên Thánh Gióng ha. À, gió thổi rất là mát nhưng mà mồ hôi vẫn đổ. À, bên đây là quán cà phê. À, quán cà phê số 2 phút vô không thấy địa chỉ. À, ra đây là vùng bên Thánh Gióng nè. À, hướng bên kia là Gia Long với lại Phạm Hồng Thái. À, ngay bên kia có cà phê Starbucks. Ngay khách sạn New World đây. À, đây thì rất là đẹp ha. À, bên cạnh phải chúng ta là đường Võ Tánh cũng như là con đường Nguyễn Trãi ngày nay. Ở đây thì bây giờ ta thấy cái diện mạo ở đây nó cũng hơi là khác so với những năm tháng dịch bệnh. Cái biển hiệu của các nhãn hàng cũng thay đổi. Ở bên đây siêu thị Tata Food. Rồi chúng ta đi qua bên đường rồi mình sẽ đi thẳng con đường Lê Thị Riêng để xem một hồi nữa khu xóm hẻm 60 thì nó như thế nào, và đi ngang qua ngôi trường ngày xưa đó là trường Đồng Xoài ngày xưa và ngày nay là trường Nguyễn Huệ, một ngôi trường cũng gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất nhiều của chú anh chị. À, mấy bữa thì em cũng có thấy anh chị học lớp, học nhóm trường Đồng Xoài đăng Facebook. Bây giờ thế hệ đó bây giờ anh chị cũng đã lớn rồi và cũng đã xa Sài Gòn khá là lâu rồi. Vẫn nhớ về ký ức một thời học sinh trường Đồng Xoài. Và đa số anh chị bây giờ ở hải ngoại rồi. Trường xưa vẫn còn, người xưa đã, người thì nơi này, người thì nơi kia. Ở đây hẻm 36 lúc nãy mình vừa đi qua đấy. À, không biết chú Hiển có nhìn ra khung cảnh này không? À, bên phải mình là số chẵn và bên trái là số lẻ. À, số tăng dần đó. À, con đường Lê Thị Riêng này thì không có lớn lắm, không có dài lắm, vài trăm mét thôi, mấy trăm mét thôi. Ở đây buổi tối thì rất là đông, tại vì có rất nhiều quán cà phê. À, mưa cũng nhẹ hạt dần rồi. À, bên kia có mấy nhà hàng nhưng mà như bán buổi tối. Cái này quán cà phê ngay góc Nguyễn Văn Tráng với lại Lê Thị Riêng. Ở đây có xóm hẻm 60 Lê Thị Riêng. Sẵn đi vô đây xem ở trong đây như thế nào ha. À, coi có cửa hàng gì. Có em nào giờ đắp bóp bún rồi cho nó. À, giữ xe Yona. Yona là làm gì đó. 60k biển hiệu chớp chớp nè.
60k là bán quần áo hả? Ở Zona là bán quần áo mà để 60k là gì ta? Còn lấy cái bộ quần áo 60.000. À, trong xóm này thì yên tĩnh, khá là yên tĩnh. Là đi đâu đây? À, đi thử ha. Như ta đây đường cùng người phải. Ồ, như đây đường cùng đó. À, không biết nhà xưa của chú anh chị là khu nào ha. À, trời mưa vẫn lập đập trên mấy lá. Ủa mấy tôn. Ở trong đây cũng có mấy shop quần áo à. Như có mấy tiệm may nữa. Đầu hẻm thì rộng, cuối hẻm thì hẹp. Đó, đầu hẻm với xe hơi chạy vô được luôn nè. Có thể chạy được 2 chiếc. À, chúng ta ra đây là con đường Ngô Tùng Châu. À, ra đây thì thoáng hơn rồi. Tử nâu khu xóm hẻm nó không ra đâu chứ. À, đây cửa hàng bán đồ phong thủy, đá thạch anh đồ đó ha. Những cái loại đá phong thủy, loại đá may mắn mang đến tài lộc. Rồi, chúng ta đi tới chút xíu nữa là trường Đồng Xoài ngày xưa. Rồi, và cái này là trường Nguyễn Huệ. Đây có văn phòng trường tiểu học Nguyễn Huệ và cổng chính của trường nè. Không biết trong ký ức của chú anh chị ngày xưa thì ngôi trường nó như thế nào ha. Ngày nay thì trường cũng khá là rộng. Ta nhìn lại khung cảnh trường Đồng Xoài một lần nữa. Ở kế bên trường có hẻm chùa Quang Hương. 95 bit Lê Thị Riêng. Đây là những cái mặt tiền, mà mặt tiền đây thì phía sau nó là con đường Bùi Thị Xuân nè. Ở đoạn này thì phun mũi tàu nên thành ra những nhà ở đây có thể thông ra phía sau luôn á. À, trời mưa mà đi vòng vòng này thì khá là thích mà nó khá là ngộ.
đi ngang trong quá trình quay clip, thì đi ngang những cái địa điểm nào mà nó gợi lên những cái ký ức của chú anh chị, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ để xem những cái địa điểm đó ngày xưa là nó như thế nào. Ở đây có công ty bán linh kiện vi tính nè, An Phú nè, phân phối thiết bị sinh học như là nguồn đó, nguồn Cooler Master đó. À đây phía sau quán cà phê Amazing. À, cà phê Amazing thì cũng đóng cửa rồi. À, mặt tiền đây lớn quá rồi, hai mặt tiền luôn, mặt tiền Bùi Xuân và mặt tiền Lê Thị Riêng. À, chị thấy ở đây thì đường xá đây thì vậy, chứ nhà ở đây thì phải nói là khá là đắt đỏ. À, bên đây là đường hướng ra đường Bùi Thị Xuân nè. À, rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một vài hình ảnh ở khu Bùi Thị Xuân, có khu Lê Thị Riêng, cũng là những ngôi trường châu ngày xưa, đi qua các khu xóm hẻm, rồi đi ngang ngôi trường xưa, trường Đồng Xoài của cô chú anh chị. Vậy thôi, thì video clip ngày hôm nay nó cũng đã khá là dài. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video clip tiếp theo. Một lần nữa chúc quý anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Trong quá trình thực hiện video clip thì có gì đó thông tin gì sai sót thì mong quý anh chị thông cảm ha, bỏ qua và cho các lời góp ý. Xin thành cảm ơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.